Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái trang web để chúng ta kêu gọi ủng hộ cho kênh video. Đây cũng là một cái trang web để chúng ta làm một ngã ăn mày công nghệ đỉnh cao. Thì chúng ta bắt đầu vào cái trang web gọi là ủng hộ.com. Chúng ta ghi là ủng hộ.com, viết liền không dấu. Vâng, chúng ta đã thấy giao diện của trang web ủng hộ.com. Chúng ta kích vào đăng ký. Thì mục đầu của trang đăng ký này, chúng ta sẽ nhập địa chỉ email của chúng ta vào. Các bạn làm theo mình nha. Tiếp theo chúng ta sẽ ấn mật khẩu. Ở dưới dòng email thì chúng ta sẽ nhập mật khẩu. Chúng ta viết mật khẩu chúng ta dễ nhớ nhất của chúng ta, và người khác sẽ không nhớ được mật khẩu của chúng ta nha. Đây là mã chat để chúng ta để phần mềm sẽ không nhận biết chúng ta đang là robot, vì chúng ta cái robot không thể, nhưng mà nhiều phần mềm robot bây giờ vẫn có thể làm được cái này, nhưng mà mình cứ làm thôi vì đây là bước quy định của trang web nên chúng ta vẫn phải làm. Giờ nó sang mình, ta đăng ký vào tài khoản này, ấn vào nút đăng ký tài khoản. Bước này chúng ta chỉ cần đăng nhập lại tên tài khoản chúng ta đăng ký thôi. Điền mật khẩu ta đăng nhập cái này cũng như các cái mà như chúng ta đăng nhập Facebook thôi, nó cũng là một cái mã tài khoản này. Nó khác là chúng ta có thể rút được tiền trên này nếu mà người khác cho mình tiền, gọi là ăn mày, kiếp mày. Thì ta đợi tí nhá, mình đang vào chút sắp tới tí. Sẽ đưa ra một cái bảng giới thiệu và những cái chi phí hoặc là những cái thủ tục để chúng ta xác nhập đến cái bảng. Khi vào bảng thì chúng ta sẽ được xác nhận và được nhổ phần bọt vào mặt. Đây là cái bảng ăn mày trên công nghệ. Nhưng mà cái hay là sau khi ăn mày, cái này ăn mặc rất sạch sẽ và những lời nói cảm động mọi người là họ sẽ có nhiều tiền trong tài khoản, họ sẽ bắn cho các bạn. Ăn mày thời công nghệ.
Vì Gip ăn mày. Các bạn nhớ đọc kỹ nha. Làm cái gì đọc kỹ, đọc theo mình. Đấy, các bạn nên đọc kỹ vào. Vì cái gì đọc kỹ nó sẽ hiểu hơn. Vâng, xong rồi chúng ta đi đến cài đặt domain. Chúng ta ấn cập nhật ảnh đại diện chúng ta lên. Tải ảnh vào. Liên kết tài khoản Facebook và YouTube. Sẽ liên kết nhé. Đây là các cái mã thẻ để chúng ta chuyển tài khoản. Ta cứ nhập mã thẻ vào. Đây mã thẻ, mã seri. Câu lời nhắn nhủ cho đến chúng ta. Chúng ta nhận được chúng ta sẽ cảm ơn. Các bạn thử làm cho mình một cái thẻ nha. Với đường link ở bên phía dưới video. Qua cái thẻ game mà thẻ nạp game nạp điện thoại chúng ta có thể ủng hộ được. Đây là mã tài khoản, chúng ta có thể chuyển khoản ấn bao nhiêu tùy ý. Còn tới đây các bạn cố gắng làm nha, kết hợp với kênh YouTube, hoặc là các bạn muốn thiếu khoản tiền nào đấy các bạn cứ kêu gọi bằng cách trang web ủng hộ chúng con. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.